Xin chào quý vị các bạn thân mến. Dạ. Trời ơi, con mệt luôn. Đợi gì thôi bạn thân mến. Mình đoàn mình đang di chuyển vào thành phố Tam Kỳ, mình từ khách sạn Hoi Anna mình di chuyển vào Tam Kỳ để chuẩn bị sáng nay là thực hiện cái thử thách đầu tiên của chương trình Chuyến Đi Nhớ Đời, và ngày hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2022. Dạ, thử thách buổi sáng này thì ở ngay cái quảng trường Tam Kỳ, 24 tháng 3 thì phải. Không nhớ là 24 tháng 3 hay 23 tháng 4 nữa. Thì trên đường đi bạn tài xế mình nhìn thấy bên dọc đường có một cái quán rất là đông, thấy đông rồi thấy cái lưới B40. Rồi xong rồi thấy lúp xúp mà không biết bán cái gì, em vô mình coi nha. Rồi quý vị khán giả có đi cái đường này thì quán Vườn Tràm, cái quán này có cái tên là Vườn Tràm. Rồi ngồi rất là đông rất vui. Xin chào cả nhà, rồi bán món gì vậy? Thơm phức vậy? Lòng thả gà với bún măng giò heo. Lòng thả gà với bún măng giò heo hả? Chung hả qua chung hả em? Chút xíu cho em chụp anh bộ hình nghe. Rồi được chuyện nhỏ. Ủa là lòng thả gà là làm sao ta? Lòng thả gà đây anh, đây lòng gà, giò trường gà, rồi trứng gà non, à, gà. Rồi ăn với gì? Rồi ăn với cái gì? Thì ăn với miếng. À vậy hả? Dạ. Ồ, lần mới nghe cái món lòng thả gà luôn á. Ủa cái quán mình nó nằm ở cái chỗ này là chỗ nào ta? Đây là Phú Phong An Phú. Phú Phong. Dạ điểm Phú. Phú Phong An Phú. Phú Phong An Phú, trên đây là cái cầu gì? Cầu điện Phú. Cầu điện Nguyên Phủ Phú Phong An Phú. Cầu điện Nguyên Phủ Phú Phong An Phú, bên đường có cái quán Vườn Tràm nha. Có quán lòng thả gà và giò heo, bún măng giò heo. Nhưng mà món lòng thả gà có vẻ là chắc là cái món này là món signature á, món giống lấy cái tô này em ơi. Dễ thương quá. Rồi, em cứ làm đi nha, rồi xong làm cho anh tô nha. Ôi cái miếng miếng ngon vậy. Dạ. Miếng này ở vùng nào ta? Ở Quảng Nam luôn anh. Ở Quảng Nam luôn hả? Dạ. Ồ cái sợi miếng nó nhỏ xí xí à, nó trong veo rồi nó. Đó, cái món lòng thả gà đó. Mở cửa từ mấy giờ mà giờ thấy sắp hết trơn rồi? Từ 5 giờ, 6 giờ. 6 giờ sáng? Dạ. Cái này chắc bán chắc tới 8 giờ hết à? Dạ, bữa qua, sáng sớm qua 7 giờ. Rồi mở cửa 6 giờ bán đồng, bán con tiếng đồng hồ hết hả? Dạ. Hên quá, mình còn 5 phút mà mình vẫn còn. Mà hôm nay nhiều anh vô anh quảng cáo mà chắc phải bán hết sớm rồi đó. Lâu quá gặp idol nè. Lâu quá. Em một thời ở Sài Gòn lâu rồi. Ờ vậy hả? Hay xem kênh anh lắm. Ờ, em tên gì? Em tên là bạn bè anh. Bạn hả? Dạ. Rồi quán quán Vườn Tràm của anh bạn. Trời ơi, nhìn cái nhìn dễ thương không? Trời, cái bày cái bàn nó bán giống như vậy. Rồi gia đình vợ chồng con dân vợ chồng con cái bưng nó bán nó cười quá vui ha. Đây đây bưng nó nè, mấy ngày đám cưới đông quá vậy. Dạ. Mấy ngày đám cưới. À mấy ngày đám cưới hả? Bón cho cô đi bón. Tưng bừng vào buổi sáng sớm cái không khí đã vui gì đâu luôn. Ok con, rồi chào. Đi chở dầu mà thấy tướng rồi. Quay lại đi. Ôi da con đi chở dầu hả? Chở dầu. Chở dầu gì? À đi bán dầu hả? Lòng thả gà mới nghe cái tên món đầu tiên luôn á. Rồi cho anh một tô luôn nha, cho mình một tô luôn. Wow. Trời ơi, ăn lòng thả gà đi Quang. Ăn cái món lòng thả gà đi, rồi vô đây ăn bún măng giò heo. Rồi, món này là món độc chiêu của anh bạn nè. Đặc sản. Món này cũng đặc sản Quảng Nam không hả? Dạ. Đặc sản Quảng Nam đó. Đặc sản Quảng Nam hả? Rồi, sắp hết rồi, cho thôi cho anh tô đi, sợ lát hết quá. Cho anh lên tô đó nè. Hỏi chị Phơ đó. Chị Phơ để đâu rồi đó. Trời ơi, quán bán có 1 tiếng đồng hồ à. Ủa cái chỗ này mình thuê hay mình tự mình dựng dạ, hay vậy? Đất nhà đi anh. À đất nhà luôn. Dạ. Wow.
Bán được nhiêu năm rồi em vô Sài Gòn rồi em về đây bán? Vô Sài Gòn hai mấy năm em mới bán đây à. Ờ. Dạ. Vô Sài Gòn làm gì? Em làm anh xây dựng. À xây dựng. Dạ. Đuối quá về đây mở tiệm bán. Dạ dạ. Em gặp anh ngã năm chó đồ hoài chứ vô tiệm tóc đường dưới cầu đó. À vậy hả? Ồ. Mà xin chụp hình với anh khóc quá. Sao có xin có gặp đâu mà. Này có duyên, đâu người có duyên là gặp à. Rồi cho anh hành nhiều chút nha, cho anh hành đã nhiều tí. Rồi ok. Nha. Rồi ok. Oh wow, hấp dẫn quá. Ớt ngoài kia hả? Ớt ngoài kia hả? Rồi đây đây anh để anh. Rồi để anh làm luôn cho. Dạ anh tự bưng luôn nha. Trời tự bưng luôn cho lẹ. Dạ. Trời ơi vợ chồng con cái thấy thương không rồi. Đó, nguyên cái xe kìa. Con trai hả? Dạ. Ai là vợ của anh bạn? Dạ em. Chị bè hả? Chị bè vợ anh bạn hả? Dạ bè. Chị bố chén nhỏ ở đâu thì vừa. Chén nhỏ hả? Chén nhỏ đi mắm hả? Ơ kia đâu chứ. Em tự lên. Rồi lấy miếng chanh rồi dắt luôn. Vui quá. Trời ơi làm gì mà có mấy cái cảnh mà đi mấy cái quán này mà đi view mấy quán này mà vui ha. Vô vô vô. Yeah. Ồ, ngồi đây sit down. Cái ông ni là ông nào? À, siêu xuất sắc luôn. Ủa, sao nó đồ khẩu phần 5 sao mà không ăn đi ngồi ăn 3-4 ăn lòng gà vậy trời. Nói đùa chứ sáng nay khách sạn biết đoàn mình đi sớm cho nên là chuẩn bị cho mỗi người một phần ăn. Ở ấy vậy mà không ai ăn hết. Không phải không ai ăn mà để dành trưa ăn. À, cảm ơn cô. Thầy miếng nó nhỏ xíu mà ra vậy sao? Thử cái nước lèo lạ lạ. Ăn bún măng à? Em. Trời ơi. Trời ơi, cái lòng gà ngon nè, cái lòng gà thả. Ăn cho miếng luôn nha. Ăn cái món đặc sản ông ơi. Trời ơi. Cái nước là tương đối vừa rồi. Quán này bán có 1 tiếng hết á. Hôm nay mình hên á. Cho miếng luôn. Một xí nước mắm rồi. Để nguyên nha. Thấy xấu quá hả anh? Dạ. Ra ngoài thấy xấu quá hả anh? Rồi tôi sợ miếng đó. Nó dài tới dính toàn toàn rồi. Ở đây là ở chỗ nào anh? Phường An Phú hả? Cái cầu đây là cầu Điện Biên Phủ hả? Cái đường này gọi là đường gì ta? Cầu Trần Phú Hai hả? Cầu Kỳ Phú Ha. Nói chung luôn à. Đường Nguyễn Tất Thành, cầu Kỳ Phú Hai. Cho cái bánh. Cho bánh đà đi kìa. Có gì em cho biết đi. Ngon quá. Rất là ngon. Lạ lắm luôn. Vô là đã nhìn cái quán là ta biết rồi. Bún măng giò heo thì nói chung là cũng nhiều chỗ có. Còn cái món lòng gà thả nghe nó mới lạ nè.
Nó sụt thật nó nguyên đòn. Ủa? Có lòng gà, có trứng gà non, có mề gà, rồi có luôn cả thịt gà. Đây, có gan tim gà nữa. Không biết nhiều tô ha. Chắc bình dân á, chắc đám bình dân. Còn một tô nữa, còn một bữa. Em đây như này như tôi vậy cưng? Dạ 20 ạ. Rồi. Tô 20 trà bá lửa luôn. Dạ. Bình dân mà. Bất ngờ luôn. Bánh tráng bể vô. Còn thêm bánh tráng nữa hả? Tô lòng thả sắp hết rồi. Đó, thấy chưa? Hình quá. Còn đường tô cuối cùng. Quá hên, quá hên. Bên đây có gà, có lòng, có mề, có đủ thứ hết. Hay quá Huy. Bạn Huy là chế phát hiện hay quá. Nó ra đi thấy cái quán này đông quá. Nhiễu 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 nhiễu, chịu sao nổi. Làm thứ rau thơm thứ quảng. Thứ quảng là rau thơm là ngon vô địch. Rau người tiêu chưa ạ? Thơm. Cái rau nào cũng nhỏ xíu hết. Ngửi không? Ôi ôi. Lòng gà thả. Trời dĩa đầy đầy mập luôn, có 20 ngàn. Không à, muốn làm cái gì ta? Không biết luôn. Lòng gà thả chấm mắm. Sáng sớm ăn sáng là vui ghê luôn á. Làm miếng da gà. Trứng gà non. Ồ, ngon quá ha. Thấy các đồng chí hấp hết rồi, biết rồi. Thôn ở đây rồi.
thực sự là không biết cái quán này gọi nó nằm ở cái định vị nó như thế nào luôn á. Con cho biết ra không? Quán Phường Tràm. Quán Phường Tràm địa chỉ là gì? Nó không có số nhà nhưng mà nó nằm ở gần cái cầu Kỳ Phú 2. Bên kia nói Nguyễn Tất Thành, bên này nói Điện Biên Phủ. Bên kia nói cầu Điện Biên Phủ, bên này nói cầu Kỳ Phú. Cầu Kỳ Phú 2. Dạ, chỉ biết là trên đường từ Vinpearl Nam Hội An chạy thẳng về phía Tam Kỳ. Có một cái quán bên vệ đường, có lưới B40 bao ngoài. Quán gia đình. Cái nước ngon quá. Khỏi bao nhiêu tiền được. Rồi thua luôn. Buôn Hồ Máp nói đường này Trần Quốc Bản. Thôi quán này có gì sẽ học. Gần cái cầu gì, cái cầu Kỳ Phú đúng không? Không. Quán Vườn Tràm. Ngon quá à, cái nước luôn. Thôi, có huyết á. Và các bác nhớ dắt một miếng chanh, nhớ rưới một miếng nước mắm, mới ngon nha. Mới đủ vị, ăn mới đã. Xin chào tạm biệt quý khán giả. Mỗi lần phát hiện ra được thêm một quán là thấy vui rồi. Đặc biệt là những quán này. Những quán này chắc chỉ có comment mới review chứ chứ. Quán này chưa bao giờ lên sóng trên YouTube hoặc Facebook. Thôi mến chúc anh bạn làm ăn phát đạt nha anh bạn ơi. Vô Sài Gòn lập nghiệp 20 mấy năm làm xây dựng. Không thành công, giờ về đây mở cái quán. Mới mở quán có 1 năm sau dịch là đông khách quá trời đất. Mà ngon thiệt. Ngồi đây mà. Hello. Chỉ có 20 ngàn một tô. Ooh.